Xin chào các bạn, tôi là Tạ Vân và đây là người bạn đồng hành của tôi. Xin chào các bạn, mình là Lê Thư. Chúng tôi đang có mặt tại cửa hàng thiết bị giáo dục Ánh Dương tại số 9 Nguyễn Xiển. Và ngày hôm nay tôi đang test mic của em Phan. Đây là một chiếc mic tôi cảm thấy vô cùng tuyệt vời, bởi vì khi các bạn nghe thấy tiếng mic này mà các bạn gần như bên ngoài sẽ không thấy một tí tiếng ồn nào. Và các bạn sẽ nhìn ra bên ngoài ở đây của chúng tôi là rất nhiều xe cộ với một cung đường đi như thế này, toàn bộ là tiếng ồn. Nếu như mà không có cái mic này thì chúng ta nghe rất là khó. Và tôi sẽ thử bỏ ra không dùng mic cho các bạn nghe thử một lần đối với cái tiếng ồn ở đây. Hiện tại bây giờ tôi đã tháo mic ra và các bạn thử nghe âm thanh ở bên ngoài đường của chúng tôi xem là những tiếng xe cộ rồi những tiếng ồn nào như là. Nếu như khi đã có cái mic này để sở hữu rồi thì tôi tin chắc chắn rằng những bộ video của mình sẽ cực kỳ thành công. Cảm ơn các bạn đã chú ý và xin mời các bạn xem thử một đoạn video mà không có mic.